Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay ngày 7 tháng 8 năm 2013, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ hai. Nhiều người Việt Nam theo nghề may mặc tại Lào. Trò chuyện với vua đầu bếp Phạm Trọng Quyền tại Nhật Bản. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 8, chương trình gặp gỡ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước lần thứ hai đã chính thức khai mạc tại thành phố Đà Lạt. Chương trình lần này được tổ chức với chủ đề Liên kết sức mạnh doanh nhân Việt, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh. Chương trình gặp gỡ đã có sự tham gia của hơn 200 đại biểu, đại diện cho gần 20 hộ doanh nghiệp Việt Nam từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ và khoảng 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp trong nước. Các đại biểu đã có những tham luận về các khó khăn thuận lợi trong quá trình hợp tác đầu tư, đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao bằng khen cho các kiều bào có thành tích trong hoạt động kinh doanh. Thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam tại Nga đã tuyên bố năm nay là năm sinh viên. Vào cuối tháng 8, 250 sinh viên Việt Nam xuất sắc sẽ được nêu danh. Theo Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, ông Trần Phú Thuận cho biết, giai đoạn tuyển chọn sinh viên xuất sắc sẽ ở các lĩnh vực thể thao và giáo dục. Vào cuối tháng 8, 250 sinh viên xuất sắc sẽ được nêu danh. Tất cả họ sẽ được mời tham dự Liên hoan sinh viên Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tại Cung Văn hóa Trường Đại học Giao thông Vận tải lớn nhất châu Âu, Đại học Giao thông Vận tải Đường sắt Quốc gia Moscow. Vừa qua, tại sân quần vợt Metro Hungary, Hiệp hội Người Việt Nam, Câu lạc bộ Tennis Budapest đã khai mạc giải quần vợt Budapest Open 2013. Giải Tennis Budapest Open 2013 quy tụ hơn 131 tay vợt Việt Nam tham dự. Tham dự giải có 131 vận động viên nam nữ đến từ các nước như Đức, Ba Lan, Slovakia. Đông nhất vẫn là các câu lạc bộ đến từ Cộng hòa Séc và câu lạc bộ chủ nhà Hungary. Đây là các tay vợt có thành tích tại giải vô địch như Brno Open, cây vợt vàng, bông sen vàng, Tap VIP Open. Giải đấu là cơ hội cho các vận động viên thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu. Quý vị và các bạn thân mến, thành lập từ năm 1988, công ty may Kim Villay của Việt Kiều Lê Văn Kiên đã trải qua bao khó khăn và sóng gió để đứng vững tại thị trường may mặc của Lào, trở thành một trong hai công ty may lớn nhất của đất nước và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động Việt Nam nơi đây. Trong phóng sự điểm nhấn cộng đồng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một số lao động Việt Nam và nghề may mặc tại đất nước triệu voi này. Quê ở Đà Nẵng, anh Dũng sang Lào sinh sống từ khi còn ít tuổi và cũng gặp không ít khó khăn ở xứ người. Cơ duyên giúp anh tìm đến với công ty may của một Việt kiều thành đạt trên đất Lào ở thủ đô Viêng Chăn và được ông sẵn lòng giúp đỡ từ công việc cho tới đời sống sinh hoạt nơi đây. Đến nay, anh Dũng đã trở thành thợ cắt may lành nghề nhất của công ty Kiên Villay, chịu trách nhiệm cắt toàn bộ sản phẩm may mặc của công ty để cung cấp cho thị trường Lào và một số nước trong khu vực. Tôi đi sang Lào cũng nhiều năm rồi, nhưng mà làm trong công ty này thì được 5 năm. Điều kiện làm việc ở đây thì đầu tiên là công việc rất là tốt. Công việc quá nhiều, mà tôi làm không bao giờ sợ hết việc này. Và lương hướng cũng rất tốt. Anh cũng giám đốc họ cũng cho công nhân lương hướng là tốt. Rồi nhà cửa có khi là công nhân họ có xây nhà cho công nhân ở sau để ở. Không chỉ có anh Dũng, xưởng may này còn là nơi làm việc ổn định của gần 600 công nhân, chủ yếu là người lao động từ Việt Nam sang. Nghề cắt may đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và cẩn thận, rất phù hợp với đặc tính của người Việt Nam. Bên cạnh đó, nhu cầu may mặc ở Lào ngày càng gia tăng, thu nhập ổn định. Chính vì vậy, đây là lựa chọn của không ít người lao động Việt nơi đây. Hồi trước cũng không biết ngành may mấy đâu. Sau này mới làm ngành may, để sau này làm lâu lâu năm mới phát mới hiểu được nhiều việc. Hồi đấy chỉ có công nhân chỉ có khoảng vài chục người thôi. Sau này mới nhiều năm mới phát triển ra. Xuất khẩu phần nhiều đi Pháp, Đức, Thái Lan,
Còn về Việt Nam thì rất rất mong kiểu như là sẽ kiếm đường cái là xuất khẩu đi Việt Nam. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ đây Kiên Vilay đã trở thành một trong hai công ty may mặc lớn nhất đất nước. Không những là nhà sản xuất độc quyền, cung cấp đồng phục cho các cơ quan của Lào mà còn sản xuất, phục vụ nhu cầu may mặc trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng trên hết, doanh nghiệp này còn tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động người Việt và người Lào nơi đây. Cuộc sống xa quê hương đầy bộn bề vất vả, nhưng họ cũng được an ủi phần nào nhờ công ăn việc làm ổn định và sự đùm bọc đoàn kết của những người Việt nơi đây. Chia tay với đất nước rửa voi, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng ghé thăm đất nước mặt trời mọc để lắng nghe những chia sẻ của vua đầu bếp Phạm Trọng Quyền về việc đem những món ăn Việt đến với người Nhật. Thưa quý vị, từ một vua đầu bếp nổi tiếng tại đất Sài Gòn, anh Phạm Trọng Quyền sang Nhật với đôi bàn tay trắng và những kinh nghiệm nấu ăn có được ở Việt Nam. Tuy nhiên, với niềm đam mê nấu ăn, anh Quyền đã đưa ra được các công thức nấu ăn cho riêng mình phù hợp với khẩu vị người Nhật, nhưng vẫn giữ được hương vị và màu sắc của ẩm thực Việt Nam. Phóng viên kênh VTC10 Nét Việt đã gặp gỡ với anh Phạm Trọng Quyền tại quán ăn Montiti tại Nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Anh Quyền có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình được biết những thông tin về anh, về quá trình sinh sống và phát triển tại Nhật Bản của anh được không ạ? Vì hình như trên thế giới là người Nhật là người ta sành ăn và có, vì họ có tiền, hầu như là họ giàu, trong kinh tế của họ đứng thứ nhì thế giới mà. Cái kinh nghiệm đó mình nấu ăn thật tình để cho từ trong tấm lòng của mình nấu thì mới thấy được kinh nghiệm đó. Thưa anh, vậy thì để chinh phục những vị khách Nhật Bản thì anh đã phải làm cách nào để hài hòa những hương vị cũng như là làm cho những món ăn Việt Nam phù hợp với họ? Nếu đầu bếp á, nấu ăn, mình ăn mình cảm thấy ngon, người khác ăn không thấy ngon thì sao? Cũng giống người Hà Nội chúng ta ăn không thấy ngon mặn quá, ăn thấy ngon, nhưng ngoài miền Nam ăn không thấy ngon ngọt quá. Như vậy thì cái vị của chúng ta phải do những người khách, cho ngày hôm nay khách rất lòng. Thì anh cảm thấy vui khi cái vị tất cả mọi người cùng chung lại nhìn một cái vị. Làm sao có kinh nghiệm có cái vị đó thì chúng ta phải giữ được một cái công thức. Công thức đó anh tự sáng chế ra. Vậy thì bí quyết thành công của những món ăn Việt Nam để chinh phục những người khách Nhật Bản là gì ạ? Có một cái món ăn mà anh lấy của hai miền là tất nhiên là bánh cuốn. Như về miền Tây mình thấy người ta đổ bánh tráng cuốn bằng trong một cái ống tre bự này, họ lấy một cái lá bự đó, cái anh về nó ủa sao cái bánh cuốn người ta phải gạt bằng cái tre rồi bỏ lên thì nó xấu quá, thì bây giờ mình lấy cái ống mình gạt lên một cái ống miếng bánh tráng nhỏ nhỏ bên thành một cái miếng bánh cuốn nhỏ như vậy, rồi mình bỏ nhân lên, nhân thì xào theo kiểu miền Bắc và nước mắm thì kiểu miền Nam, thì hai cái cộng lại thì chấp nhận được. Vâng, xin cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay của kênh Nét Việt VTC10. Thưa quý vị, bánh mì là món ăn nổi tiếng của Việt Nam, được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong những món ăn đường phố hấp dẫn nhất thế giới. Món ăn đường phố hấp dẫn này đã được hai chàng trai người Hàn Quốc đưa về kinh doanh trên một chiếc xe lưu động bán ngoài phố Incheon, quận Yongsan, Seoul, Hàn Quốc và được nhiều thực khách yêu thích. Những hình ảnh của quán bánh mì Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ thay cho lời chào kết của chúng tôi ngày hôm nay. Hồng Quyên xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Hài hước,